có một món quà ấn tượng của thiên nhiên nằm trong vùng lõi Tràm Chim. Loài hoa kiêu kỳ chỉ nở từ giữa trưa nắng gắt cho đến 2 giờ chiều là khép cánh. Chỉ ra hoa đúng một lần trong năm mà không phải năm nào cũng xuất hiện. Chương trình khám phá miền Tây tất nhiên không bỏ lỡ khoảnh khắc ấn tượng hiếm có này. Đặc biệt, loài hoa này gắn liền với tập tính di trú của một loài chim quý hiếm có trong sách đỏ thế giới. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Khám phá miền Tây. Thưa quý vị, hôm nay thì chương trình như mong muốn là vẫn đem đến cho quý vị một điểm đến thú vị tại miền Tây quê mình. Nhưng mà điểm đặc biệt là hôm nay á, câu chuyện xuất phát từ một loại hoa. Phải nói là không có cái vẻ đẹp hùng vĩ nè, mạnh mẽ như là cánh đồng hoa tam giác mạch, rồi cũng không có mỹ miều kiêu sa như là mùa hoa ban Tây Bắc. Đặc biệt của loại hoa này á, là cực kỳ mộc mạc nè, đơn sơ. Và có một cái điểm rất là thú vị luôn là vào đây để chiêm ngưỡng loại hoa này á, không có dễ đâu nha. Giữa một cái bưng biển Đồng Tháp 10 như vậy nè, mà lại có một cái loài hoa như vậy, quý vị biết là hoa gì không ạ? Đây chính là bí mật ngày hôm nay mà chương trình Khám phá miền Tây muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Đây là loài hoa hoàng đầu ấn, hay còn gọi là hoa dùi trống nè, hoa đũa bếp nè. Phải nói thật luôn á, bây giờ phải thể hiện cảm xúc cho tất cả quý vị được thấy luôn, nó quá là đẹp đi. Cho nên là bây giờ không còn thời gian để mà chia sẻ gì nữa, trải nghiệm ngay thôi và Ngọc sẽ chụp hình ngay thôi. Sở dĩ có tên gọi hoàng đầu ấn là bởi cánh hoa có màu vàng đặc trưng và có xuất xứ từ chủng cỏ vàng Ấn Độ. Ngày xưa người đi khai quang thấy hoàng đầu ấn là rất sợ, bởi nơi đó đất nhiễm phèn nặng, khó mà cải tạo để trồng trọt. Nhưng ngày nay, cánh đồng hoàng đầu ấn bạc ngàn ẩn chứa một tiềm năng du lịch lớn cho đất sen hồng. Sau 3 năm biến mất, năm nay cùng với độ ẩm và độ phèn thích hợp, hoàng đầu ấn mới trở lại nhuộm vàng cả một khu A5 trong vườn quốc gia Tràng Chim với diện tích trên 6 hectare. Nãy giờ á, mà Ngọc có được những cái bức ảnh đó là nhờ vào một cái nhân vật mà phải nói là ngày hôm nay á, Ngọc biết ơn rất là nhiều luôn. Ảnh giới thiệu cho Ngọc rất là nhiều thứ. Đây, ảnh chính là anh Nhân, nhân viên của Vườn Bảo tồn Quốc gia Tràng Chim. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp anh Nhân quý vị ha. Hello anh Nhân. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Trời ơi, nãy giờ hả? Thiệt sự phải nói là ở đây á, đi chỗ nào em cũng thích hết trơn. Nhưng mà quan trọng em nhớ là cái hành trình mà để mình vô đây từ sáng giờ cực ha. Không, em nhớ là đi qua một lần, hai lần, không biết mấy lần đò ta? Ba lần. Ba lần đò. Trời đất ơi. Đi mà không nhớ luôn, tại vì đi một cái quãng đường rất là xa luôn. Mặc dù mình biết là mình về với thiên nhiên nó rất là thích thú mà đi ba lần đò. Nhưng mà quý vị có thêm một cái chuyện nữa là nó phải nói là nói thật luôn để quý vị chúng ta chuẩn bị cái tâm lý sẵn trước khi mà vào tham quan cái vườn hoa đầu ấn ở đây. Đó chính là còn phải đi qua một khúc đoạn mà nó sình nữa, đúng không anh? Đúng rồi. Sình nó cũng lúng lúng nhẹ nhẹ nha. Nhớ giùm Ngọc nha. Đẹp thì chắc chắn là phải cực rồi, nhưng mà nó đáng. Di chuyển 17 km đường thủy tính từ cổng vườn quốc gia Tràng Chim, băng qua 3 con kênh cùng 200m đường sình. Để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cánh đồng hoàng đầu ấn bất tận, bạn sẽ thấm thía câu nói: những gì quý thường có giá của nó. Nhưng nếu vượt qua được thử thách này, thì món quà của Tràng Chim sẽ mở ra cho bạn một cảm giác thư thái tĩnh tại trước đất trời bao la. Và tất nhiên là có được những bộ hình ấn tượng mà không phải ai cũng có được. Đó, quý vị vừa theo dõi một hành trình rất rất dài luôn. Nhưng mà thú vị không? Rất thú vị đó chứ, bởi vì chúng ta dành cả thời gian để quay về với thiên nhiên cơ mà. Còn bây giờ mình quay trở lại cùng với hoa hoàng đầu ấn đi. Mà em thấy là ở dưới đây nó có thêm mấy cái nhánh xanh xanh là cây của hoa hoàng đầu ấn luôn anh. Những cái bẹ này á là những cái bẹ hoa. Và bên cạnh đó thì mình có mấy cái cây nhỏ, những cái thực vật khác nhỏ hơn. Thì trong đó nó có năng kim. Năng kim hả? Năng kim này là thức ăn ưa thích của sếu. Wow. Ủa là cái củ nó cũng bự như cái củ năng mình ăn ngoài phải không ta? Không, nó khác biệt. Nhỏ hơn. Đâu mình em đây, đây em. mình sẽ bừ để mình giới thiệu với bạn. Đây, củ này. Em cho bạn xem nha. Trời ơi, nhỏ xíu vậy thôi hả? Ừ. Em tưởng cái này để cho trùng ăn thôi chứ. Nhỏ xíu.
Ồ, vậy là xéo sẽ bươi ra bên dưới. Nó sẽ bươi ra bên dưới, nhưng mà lúc này thì cái củ năng nó mới có hình thành à. Trời ơi, chưa có phát triển. Ở ngoài mình ăn củ năng bự, cái củ năng nó lại khác nữa ha. Ừ. Nhưng cũng là họ năng luôn. Không chỉ mang lại cảnh quan độc đáo, hoàng đầu ấn còn có giá trị sinh học. Chúng là loài chỉ thị độ ổn định của đất phèn và chỉ điểm cho bãi năng kim. Khi con sếu đầu đỏ bay đi thám thính và nhìn thấy hoàng đầu ấn trên cao, có thể chúng sẽ dẫn cả đàn sếu từ Campuchia, Lào hay Myanmar bay về vì biết bãi năng kim cũng đang hiện diện, hứa hẹn một mùa di trú no nê. Bởi vậy, năm nào hoàng đầu ấn nở rộ, thông thường sếu sẽ quần tụ ngày càng nhiều. Hoàng đầu ấn đã đúng hẹn, vậy mà năm nay vẫn chưa thấy sếu trở về. Bởi thế, khi trở lại điểm xuất phát tại văn phòng khu bảo tồn, anh Nhân đã cho chúng tôi xem một chú sếu đặc biệt, được phục dựng dựa trên thân xác thật, gọi là tiêu bản. Wow! Đây là kích cỡ thật của một cái con sếu đầu đỏ. À đúng rồi bà. Ồ, em không nghĩ là nó lớn vậy luôn á. Ở ngoài thực tế thì sếu có chiều cao trung bình là khoảng 1m7. Trời ơi, là cao cỡ em trở lên còn gần gần em rồi. Từ chân này nọ hết tất cả mọi thứ ở đây là thật hết luôn anh. Đúng rồi. Wow. Hèn chi em nhìn mắt rất đẹp luôn nha. Và thứ hai nữa là không nghĩ rằng là loại sếu đầu đỏ mà có thể là kích thước cao như vậy. À, đây là một loại chim mà phải nói là nó có khả năng bay cao và bay xa nhất trên thế giới. À, lông ánh kim anh ha, nhìn nếu mà mình nghiêng chút xíu mình sẽ là ánh kim. Và đặc biệt là khi ánh nắng chiếu xuống thì cái bộ lông này nó sẽ tạo ra một hiệu ứng. Ồ. Mình nhìn vào mình thấy nó rất là đẹp. Và không chỉ vậy thì cái điệu múa của sếu cũng phải nói là tuyệt vời. Đây được mệnh danh là hoàng hậu của các loài chim. Chú sếu này là đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học từ những thập niên 90 và vẫn còn đây với chiếc vòng đeo định vị. 20 năm sau, chú vẫn quay về và đã chọn tràm chim để nằm xuống. Lớp lông vũ dày, đôi mắt sống động như thể chú đã sẵn sàng cất cánh lần nữa trong ký ức huy hoàng. Hoàng đầu ấn đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng, nhưng sếu đầu đỏ đã không quay về. Hy vọng rồi sẽ có một ngày, chúng sẽ lại tung những vũ điệu hoang ca trên cánh đồng hoa vàng bất tận của hệ sinh thái nơi đây. Thưa quý vị, sau một ngày mà Minh Ngọc trải nghiệm tại vườn quốc gia Tràm Chim, có thể nói rằng là bằng hình ảnh mình chụp nè, rồi thêm tai mình nghe, mắt mình thấy như thế này nữa thì chắc chắn rằng chỉ có hai từ tuyệt vời để mà diễn tả mà thôi. Quý vị thấy không, theo dõi chương trình của Khám phá miền Tây bao giờ cũng là những cái điểm đến thú vị, và quan trọng hơn là miền Tây của mình đẹp thật quý vị ha. Chính vì vậy mà chúng ta phải theo dõi thường xuyên những chương trình của Khám phá miền Tây để làm gì quý vị biết không? Sau khi theo dõi xong rồi, mình sẽ dành chút thời gian nè đến đây trải nghiệm, và chắc chắn là quý vị sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời, giống như ngày hôm nay Minh Ngọc đang có mặt tại vườn quốc gia Tràm Chim vậy đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và đừng quên theo dõi thường xuyên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Khám phá miền Tây để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, và quan trọng hơn là có thêm những điểm đến thú vị dành cho tất cả quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. THT Media.